Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới an lành. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua. Các bạn ạ, hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một cái ngôi chợ ở thành phố Đà Nẵng các bạn ạ. Chợ Bắc Mỹ An các bạn nhé. Cái ngôi chợ này cũng được mệnh danh là một cái thiên đường ăn uống các bạn ạ. Như các bạn cũng biết đó, Đà Nẵng được đánh giá là một cái thành phố đáng sống nhất Việt Nam các bạn ạ. Là một cái điểm đến không biết chán của các cái du khách trong nước và quốc tế. Không chỉ xinh đẹp, trong lành, đây còn là một cái điểm đến được yêu thích bởi những cái nét đẹp, rồi cái sự thân thiện và chân thành của cái con người Đà Nẵng các bạn ạ. Các bạn biết không, không một nơi nào trong các cái quán ăn ngon của Đà Nẵng có thể cạnh tranh cái giá cả được với cái chợ Bắc Mỹ An các bạn ạ. Cái khu chợ nằm ở quận Ngũ Hành Sơn, nay được các cái thổ địa Đà Nẵng đánh giá là cái thiên đường ăn uống với rất nhiều cái món ăn ngon lạ miệng mà giá rẻ đến ngỡ ngàng các bạn ạ. Chợ Bắc Mỹ An á, là một cái khu chợ nằm gần cái trường Đại học Kinh tế thuộc quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Như bao cái chợ khác, chợ Bắc Mỹ An cũng bày bán rất nhiều cái hàng hóa, quần áo, rau quả, thịt cá tươi sống, hàng khô. Tuy nhiên chợ Bắc Mỹ An trở nên nổi tiếng không phải bởi cái hàng hóa đa dạng phong phú, mà bởi nơi đây là một cái thiên đường đồ ăn vặt giá rẻ ở Đà Thành các bạn ạ. Các cái quán ăn ngon ở Đà Nẵng hầu hết đều tập trung tại cái trung tâm của chợ. Cái khu ăn uống này gồm có nhiều cái sạp liền kề nhau. Nếu các bạn ăn sáng hoặc ăn trưa, bạn có thể qua cái khu bán bún, rồi các cái loại bún với cái nước dùng mắm nêm ngon hàng đầu tại Đà Nẵng đều có tại nơi đây các bạn ạ. Cũng bạn chớ nên bỏ qua cái món bún mắm hay bún thịt nước tại cái chợ này nhé. Tuy nhiên á, được bài trí xinh đẹp và lung linh như những cái quán ăn sang trọng, nhưng cái hương vị của mỗi cái món ăn thì không thể chê nổi các bạn ạ. Bún được bỏ vào tô, bên dưới có xếp rau sống tươi ngon. Sau khi rưới mắm nêm đặc trưng lên bún thì chủ hàng sẽ rắc lên trên cái đậu phộng, giả hay thịt trứng tùy theo cái cách chế biến theo yêu cầu. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thưởng thức cái mì Quảng hay là cao lầu. Chợ Bắc Mỹ An đều có tất cả các bạn ạ. Trong cái các cái quán ăn ngon ở Đà Nẵng thì tại chợ Bắc Mỹ An thì các bạn có vẻ bị thu hút bởi cái món ốc hút và kem bơ các bạn ạ. Trước hết là phải nói tới cái món ốc hút. Ốc hút ở chợ không quá đa dạng, chỉ có hai cái loại chính các bạn ạ. Đó là ốc hút và ốc bươu. Nếu các bạn muốn nếm thử cả hai cái loại này á, thì có thể yêu cầu một cái bát lạnh để thử vị. Ốc được xào ngấm đượm vị đậm đà. Chủ quán rất khéo léo, dùng dao hoặc kéo để tách vỡ cái phần chôm ốc, giúp cho cái gia vị được ngấm đều, ngấm sâu. Rồi mùi thơm của sả ớt, dầu hào, cốt dừa hòa quyện tạo nên một cái vị ngọt béo ngậy, khiến cho cái vị giác bị kích thích mãnh liệt. Những cái quán ốc ở đây á, đều là những cái quán ăn ngon của Đà Nẵng được học sinh, sinh viên rất yêu thích. Bàn ghế tại quán thì rất nhỏ, thấp, bằng nhựa màu. Các bạn đến ăn á, cũng phải chờ đợi nhau ngồi san sát. Tuy nhiên á, vì cái món ăn này rất hấp dẫn nên mỗi ngày khách đến tấp nập các bạn ạ. Các bạn thấy đó, từ lâu ốc là một cái món ăn vặt quen thuộc đối với người dân Việt Nam, đặc biệt là cái giới trẻ các bạn ạ. Nếu các bạn có cái dịp đi đến Đà Nẵng vào bất cứ cái mùa nào trong năm thì du khách cũng có thể thưởng thức cái món ăn ngon ở Đà Nẵng vô cùng đặc biệt này các bạn ạ. Ốc hút Đà Nẵng là một cái món ăn danh giá của người dân nơi đây.
món ốc hút Đà Nẵng là cái tên gọi riêng của cái món ốc xào xả ớt, ốc gạo, ốc bu, ốc đắng, đem về ngâm, rửa sạch rồi đợi ráo nước, đem xào với xả ớt gia vị. Công thức không có cái gì đặc biệt mà vị thì rất đậm đà các bạn ạ. Theo cái kinh nghiệm thì mình biết á, đến với cái miền đất du lịch nổi tiếng này á, thì các bạn không nên bỏ lỡ cái cơ hội thưởng thức cái món ăn vặt nổi tiếng của cái xứ Đà Thành. Vào mỗi buổi chiều á, lê la bên các cái quán vỉa hè á, cùng người thân bạn bè thì ốc hút bằng tay, vừa ăn vừa hít hà cái vị cay, gọi thêm cái bánh tráng rồi chấm với nước ốc mặn mặn cay cay thì rất thích các bạn ạ. Một cái điều đặc biệt á, làm nên cái sự hấp dẫn cho cái món ốc hút á, đó là cái hương vị rất thấm các bạn ạ, nước ngọt và thơm cái mùi xả gừng rất đặc trưng. Từng cái con ốc nhỏ được cắt đuôi để hút cho dễ, thì thoảng ta bắt gặp cái vị cay ngọt, thêm cái ít cái vị chua của đu đủ xanh. Những cái thứ này kết hợp với nhau cùng với bánh tráng nữa thì còn gì bằng. Đi kèm một cái dĩa ốc là ít bánh tráng nướng cùng với cái chén nước chấm nhỏ. Thường thì người ta ăn kèm bánh tráng với nước ốc, vị ngọt và mặn của nước dùng cộng với cái vị bùi giòn của bánh tráng khiến chỉ nhắc thôi đã khiến bao người phải thèm các bạn ạ. Các bạn biết không, nếu ốc hút tại Bắc Mỹ An á, chịu cái sự cạnh tranh mạnh mẽ của nhiều cái quán ăn ngon tại Đà Nẵng khác trong thành phố, thì cái món kem bơ ở đây dường như chiếm cái thế thượng phong các bạn ạ. Món nghe lạ đúng không các bạn, kem bơ các bạn nhé. Khó có cái hàng quán nào sánh được. Kem bơ ở đây là cái kem tự chế biến được làm bằng thủ công. Chủ quán thường xay sẵn bơ trong một cái nồi lớn, sau khi khách gọi thì chủ quán mới xúc bơ vào cốc, rồi thêm một cái lớp kem dày phủ lên trên cốt dừa, thêm cái lạc nhỏ rã và dừa khô. Khi ly kem á, xanh vàng trắng quện với nhau thành một cái màu mắt mắt, nhìn hấp dẫn vô cùng các bạn ạ. Kem bơ á, khi ăn thì béo ngậy của cái vị bơ, ngọt mát lạnh của cái vị kem, thơm lừng cái mùi nước cốt dừa và cái mùi thơm của vị lạc rang. Cái món kem bơ không chỉ là cái đặc sản riêng của khu chợ Bắc Mỹ An mà từ lâu nó là một món ăn rất đặc trưng của thành phố biển Đà Nẵng các bạn ạ. Các cái quán ăn ngon ở Đà Nẵng á, cũng có những cái món ăn ngon thơm như là chợ Bắc Mỹ An, nhưng xét về cái độ giá thì hiếm có nơi nào mà có cái đồ ăn rẻ bằng cái khu chợ này các bạn ạ. Các bạn sẽ bất ngờ vô cùng khi hầu hết các cái món ăn ở đây đều giá dưới 15.000 các bạn nhé. Chỉ với một cái khoản chi phí nhỏ thì các bạn hoàn toàn có thể thưởng thức và trải nghiệm những cái món ăn là miễn tại nơi đây. Chợ Bắc Mỹ An á, không phải là một cái điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Nẵng, nhưng nơi đây lại rất nhiều các bạn trẻ ghé thường xuyên, bởi bên trong chợ là cả một cái thiên đường ăn vặt các bạn ạ. Với cái giá cả rất rẻ khi rất nhiều các bạn rất thích thú. Đến Đà Nẵng á, không biết bạn đã đi những đâu, những cái địa điểm du lịch nổi tiếng chưa? Nếu chưa thì các bạn nên tranh thủ khám phá. Cái ngôi chợ này được quy hoạch và bài bán với đa dạng các cái sản phẩm hàng hóa giống như các cái ngôi chợ truyền thống khác. Tuy nhiên, điều làm cho nhiều người phải kể cho những du khách biết đến cái ngôi chợ này nhiều hơn, đó chính là các cái khu ẩm thực các bạn ạ. Bên trong chợ có một cái khu riêng với hai cái dãy bàn ghế và một lối đi dành cho các cái cửa chủ sạp mở để quán ăn. Tính sơ qua có đến hơn cái chục sạp bán đồ ăn như vậy các bạn ạ. Những cái quán ăn ở đây chủ yếu là những cái món ăn vặt các bạn ạ. Các bạn biết không, cái kinh nghiệm các bạn nếu đi du lịch ở nơi đâu các bạn không bạn, các bạn nên tìm hiểu trước. Thứ nhất là cái địa điểm vui chơi, còn cái thứ hai là các bạn phải để ý cái ở đó có cái đặc sản gì về ăn uống các bạn ạ. Các bạn đã đi du lịch, các bạn phải kết hợp vui chơi với ăn uống các bạn nhé. Chứ nhiều bạn không có để ý lại chỉ để khu vui chơi mà quên luôn cả cái vị ăn uống.
Các bạn thấy đó, không phải tự nhiên mà Đà Nẵng được gọi với cái tên là thành phố đáng sống. Bởi lẽ Đà Nẵng luôn ẩn chứa những cái điều thú vị mà những cái du khách gần xa, để rồi mỗi lần họ đặt chân đến và lưu luyến chẳng muốn rời đi các bạn ạ. Yêu tất cả cái cuộc sống con người nơi đây, yêu cái bình dị xen lẫn vào cái nét hiện đại giữa cái khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, để rồi phải thốt lên rằng thành phố đáng sống chính là Đà Nẵng chứ chẳng phải nơi nào khác các bạn ạ. Các bạn biết đó, ở Việt Nam thì nhiều nơi vẫn là top là cái thành phố đáng sống, nhưng khi nhắc đến các cái danh hiệu của thành phố đáng sống thì người ta nhớ đến cái tên đầu tiên, đó là Đà Nẵng. Vậy tại sao Đà Nẵng được mệnh danh là cái thành phố đáng sống nhất Việt Nam, trong khi những cái nơi khác vẫn có nhiều cái thế mạnh riêng và nằm trong cái top thành phố đáng sống? Như các bạn cũng biết đó, thành phố đáng sống là một cái thuật ngữ được sử dụng rộng rãi hiện nay, là cái tiêu chí của nhiều tỉnh, thành phố đang cố gắng phấn đấu để đạt các bạn ạ. Hiểu theo cái nghĩa đơn giản đó, thành phố đáng sống là cái thành phố mà nơi đó có cái quản trị tốt để có cái sự phát triển đồng đều về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và xã hội các bạn ạ. Nói vậy không thực hiện được, những thực hiện được cũng không hề đơn giản các bạn ạ. Cần có những cái chủ trương của lãnh đạo các cái sở ban ngành phối hợp cùng với người dân nâng cao cái ý thức theo cái hướng văn minh. Thành phố đáng sống là nơi mà người dân có cái cuộc sống ổn định, phát triển, rồi những cái du khách gần xa khi đặt chân đến phải hài lòng và cảm nhận được cái tốt về cái vẻ đẹp của thành phố mang lại các bạn ạ. Nhiều bạn cũng thắc mắc là không biết là thành phố Đà Nẵng đứng đầu danh sách thành phố đáng sống hay không. Như các bạn cũng biết, cùng với những cái tên không hề kém cạnh như là Đà Lạt, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi nơi đều có những cái thế mạnh nổi bật và cái sức hút riêng. Đà Nẵng lọt vào cái top 10 thành phố đáng sống nhất Việt Nam á, chẳng những vậy mà còn vươn lên đứng hàng đầu các bạn ạ. Bởi Đà Nẵng là nơi hội tụ những yếu tố thu hút du khách trong lẫn ngoài nước đến để khám phá và cảm nhận. Và có một cái điều chung là đa phần cái du khách đều lưu luyến muốn chọn nơi này làm cái nơi cư trú mà chẳng muốn về. Họ bị chinh phục bởi cái nét đẹp quyến rũ của Đà Nẵng, bầu không khí thư thái không quá xô bồ, cái cuộc sống bình dị nhưng không kém phần hiện đại, đặc biệt là cái địa danh nổi tiếng với cái nền ẩm thực độc đáo của miền Trung các bạn ạ. Các bạn ạ, vừa rồi là những cái chia sẻ của mình về cái ngôi chợ Bắc Mỹ An ở thành phố Đà Nẵng các bạn ạ. Đà Nẵng là cái thành phố được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, với cái phong cảnh thiên nhiên say đắm lòng người. Người dân bản địa thì thân thiện hiếu khách, với cái nhịp sống năng động và hiện đại. Nhưng đó không phải là tất cả những cái điều mà Đà Nẵng có được cái vị trí như bây giờ trong cái lòng du khách trong và ngoài nước. Đà Nẵng nổi tiếng cái ẩm thực đa dạng phong phú, và cả một cái thiên đường ẩm thực đều thu hút và thu gọn lại tại cái khu chợ Bắc Mỹ An này các bạn ạ. Khu chợ nổi tiếng mà lâu đời của Đà Nẵng. Nếu bạn không muốn phải lội từ nơi này đến nơi khác để trải nghiệm các cái ẩm thực của Đà Nẵng thơm ngon vừa túi tiền, thì cái ngôi chợ Bắc Mỹ An này là cái địa điểm quá lý tưởng rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn xem xong clip, nhờ các bạn đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.